Kính mời quý vị khán giả trở lại với phần 2 của chương trình Kỹ thuật và Điện toán cùng với Minh Tú. Và thưa quý vị, chắc lẽ là anh Minh Tú đã tải về được cái chương trình diệt virus đúng không ạ? Vâng. Và không biết anh có thể chia sẻ thêm là bắt đầu mình sẽ phải diệt như thế nào hay không ạ? Vâng, thưa quý vị, khi mà Minh Tú tải xong đó thì quý vị thấy trên màn hình cái chương trình Avast Premiere ở đây. Và rất là đơn giản quý vị thấy một cái nút màu vàng. Nó gọi là Run Smart Scan đó, hoặc là những cái chương trình khác, Avast cũng vậy, nó cũng có những cái nút rất là đơn giản là cái nút Play để mình bấm, mình scan toàn bộ cái computer của mình. Thì mình chỉ cần bấm cái nút này thì nó sẽ bắt đầu nó scan những cái toàn bộ trong cái computer của mình luôn. Quý vị thấy khi mà quý vị bấm nút scan thì nó bắt đầu nó đi từng bước một, nó kiểm tra tức là cả những cái loại vi khuẩn gì hoặc là những cái software nào vân vân. Cho Duy Khang hỏi Minh Tú là khi mà nhấn nút scan như vậy đó thì máy cái software này có biết là nó sẽ phải scan toàn bộ máy cho mình hay không, hay là nó chỉ scan cái đĩa mặc định là đĩa C là mình có những cái Windows trong đó thôi thưa anh? Vâng, thưa quý vị, thông thường đó thì mình sẽ chọn, nhưng mà một số cái software bây giờ đó mới nhất đó là nó sẽ scan hết luôn Duy Khang. Ngoại trừ mình không có muốn thì mình có thể exclude nó thôi. Anh có thể cho một cái ví dụ được không ạ? Vâng, thí dụ như quý vị vô cái phần setting ở đây ha, quý vị sẽ thấy nó có cái hình setting đó, rồi chúng ta vô ở trong bên cái phần nó gọi là exclusion đây nè ha. Yeah. Thì ở trong cái phần exclusion đó, nếu mà quý vị không muốn scan cái khác đó thì mình sẽ chọn cái hard drive nào mà mình không có muốn scan. Quý vị thấy ở đây, ví dụ như mình không có muốn scan ổ đĩa thumb drive hoặc là không có muốn scan cái nào đó, thí dụ trong trường hợp này Minh Tú không muốn scan y đi thì Minh Tú để đây để nó không có scan, còn không thôi đó là anh scan hết. Nhưng mà thôi đã bỏ tiền mua rồi thì để cho scan virus. Đúng rồi, đúng vâng. Có nghĩa là tại vì Duy Khang nhớ là hồi xưa đó khi mà sử dụng những cái software cũ đó thì nó pop up, nó hiện lên, nó cho mình biết là mình sẽ phải scan những cái ổ đĩa nào nếu như mình mong muốn. Nhưng mà sau đó thì bây giờ với những cái software mới thì bây giờ đó thì toàn bộ là nó sẽ scan hết tự máy cho mình. Dạ, vâng. Nếu như mình không muốn thì mình mới exclude nó thôi. Đúng dạ rồi. Vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và trở lại với cái phần mà lúc nãy Duy Khang nói là mình làm cái defragment cho cái máy của mình đó thưa anh. Anh có thể nói thêm về vấn đề này hay không? Vâng, đó là cái điểm thứ hai mà chúng ta cần phải lưu tâm. Như Duy Khang có nói đó là trong khoảng thời gian sau khi mà chúng ta sử dụng computer rất là nhiều lần và copy rồi xóa đi, và cái ổ cứng của mình á nó bị defrag, nó bị frag mình, cái nghĩa là nó có những cái chỗ không có cái những cái track nó đọc đó Duy Khang, nó không có smooth nữa, nó phải cái đầu read á nó phải nhảy từ cái chỗ này đến chỗ có kia. Thay vì nó phải đọc nó đều giống như là mình đang đi trên một cái con đường rất là smooth đúng không? Rồi. Thì bây giờ nó đọc cái nó phải nhảy từng chỗ thì nó có những cái lỗ hổng. Vâng. Do mình copy rồi mình delete đi hoặc là mình paste, mình dán vào thứ như vậy đúng không ạ? Chính xác Duy Khang. Và nó gọi là ổ cứng của chúng ta bị phân mảnh đó. Thì để giải quyết trường hợp này thì Windows 7 hoặc là Windows 8, Windows 10 quý vị nó đã có những cái chương trình có sẵn rồi để quý vị có thể vào ở trong đó. Rất là đơn giản Duy Khang. Minh Tú sẽ chỉ cho quý vị là quý vị vô cái phần gọi là My Computer ha. Chúng ta sẽ vô cái phần My Computer. Chúng ta double click nó và sau đó chúng ta sẽ thấy những cái ổ đĩa trong computer của mình. Trong cái trường hợp này, cái ổ đĩa mà nó dễ bị phân mảnh nhất là cái ổ đĩa nó chứa Windows. Cái nghĩa là ổ đĩa C đó quý vị. Đó thì quý vị bấm vô cái phần cái ổ đĩa C này. Quý vị nhấn bên con chuột bên tay phải ha. Quý vị nhấn bên con chuột bên tay phải và sau đó mình chọn cái phần nó gọi là properties nhé. Chọn properties và sau khi chọn properties xong, quý vị sẽ bấm vô cái phần nó gọi là disk cleanup nè nhé. Nó có hai phần, có thể quý vị chọn tour cũng được. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng đầu tiên mà Minh Tú muốn chỉ ở đây là chúng ta bấm vô cái chỗ disk cleanup. Tại sao Duy Khang? Cái phần disk cleanup này nó không phải là fragment, nó không phải là defragment yet, nhưng mà cái phần này đó mình sẽ clean up tất cả những cái junk files. Thí dụ như mình dùng internet nó có những cái tập tin phụ hay là những cái tập tin tạm đó, hoặc là cookies cũng như những cái files nó nằm ở trong đôi khi mình
tải về một cái gì đó thì nó nằm tạm, nó nằm trong cái thư mục tạm mà đôi khi mình không biết đúng không ạ? Vâng, đúng vậy. Thì quý vị cứ bấm cái chỗ Disk Clean Up này. Sau khi mà chúng ta bấm Disk Clean Up này đó thì nó có thể tốn khoảng thời gian tùy theo cái ổ đĩa của quý vị, có thể 15 phút cho đến 20 phút. Thì vì không có thời gian nên mình Tú sẽ chỉ tạm chỉ cho quý vị cái cách để quý vị biết rằng nó sẽ coi những cái hard drive, nhất là cái ổ đĩa C đó, mình có những cái chương trình gì cần phải xóa, những cái chương trình gì tạm thời, và nó cho mình cái option là mình có delete nó hơi hay không. Đa số thì mình Tú thấy là nó save to delete mấy cái này, bởi vì Windows nó biết cái nào không cần thiết, mà mình cứ chọn cái đó và mình bấm delete all, xóa đi. Sau khi mà mình làm cái disk clean up rồi thì lúc đó mình mới làm đến cái bước tiếp theo là disk defragment. Vâng, rất là chính xác Duy Khang, bởi vì mình muốn những cái dữ kiện mà không cần thiết nó đi luôn rồi sẵn, sau đó mình mới defrag nó cho nó sạch sẽ. Vâng. Rồi trong trường hợp này Minh Tú sẽ tạm thời sẽ cancel cái này bởi vì có thể nó lâu hơn. Và sau đó Minh Tú sẽ vô cái phần gọi là tools ha. Tools. Và đây là cái menu mà quý vị cần phải vô, nó gọi là defragment now đó. Đối với Windows 10 thì nó cũng tương tự như vậy quý vị. Quý vị bấm chỗ defragment now. Thì khi mà bấm defragment now, nó sẽ cho chúng ta những cái chọn những cái ổ đĩa mà chúng ta cần phải defragment, và nó cho chúng ta biết là bao nhiêu phần trăm cái ổ đĩa đó. Trong trường hợp này Minh Tú đã defrag rồi, hoặc là cái computer này là computer nó cũng không có nhiều dữ kiện lắm, thành ra nó đều là 0%. Tuy nhiên một số computer quý vị có thể nhiều hơn. Thì quý vị bấm cái này xong, quý vị chọn nó gọi là defragment disk. Duy Khang xin ngắt lời anh Minh Tú, tại vì ở đây Duy Khang thấy nó có thêm một cái nút được gọi là analyze disk. Thì trước khi defragment mình có cần phải analyze cái disk đó để xem nó như thế nào hay không ạ? Vâng, cái analyze disk này nó sẽ báo cho mình biết là cái hard drive này nó có những cái fragment như thế nào. Thí dụ như hiện giờ nó đã báo cho mình là 0%, nhưng mà sau khi Duy Khang run nó có thể là nó đổi thành 2%, tại vì nó sẽ deep clean, nó chỉ analyze thôi. Tuy nhiên để đỡ tốn thời gian, Minh Tú biết là Minh Tú cần phải defrag, Minh Tú cũng không có cần biết thông tin. Cuối cùng mình cũng defrag thì mình nhấn nút đó luôn. Đúng rồi, tại vì cái analyze này mình chỉ biết thôi, đại khái là nó là thông tin đó quý vị. Thì Minh Tú chỉ chọn cái này và chọn defrag disk. Khi mà chúng ta bấm defrag disk đó, thì quý vị sẽ tất nhiên nó sẽ tốn một khoảng thời gian cũng khá lâu. Thường thì quý vị nên để làm cái này trong một buổi tối nào đó, chúng ta không có cần dùng máy nữa, thì chúng ta sẽ nhấn cái đó. Có một cái option nữa đó Duy Khang, là mình cũng không cần phải quan tâm nữa, nó kia là tự động đó, nó gọi là schedule. Thì trong cái trường hợp này quý vị có thể chọn cái schedule để mình biết rằng mình cần phải scan nó mỗi tuần để khỏi mất công. Và cũng tất nhiên giống như trong những cái show trước khi mà chúng ta nói là lên cái schedule để mà máy nó làm việc cho mình đó, backup dữ liệu đó. Đúng rồi. Thì ở đây cũng vậy, máy phải được turn on đúng không ạ? Để cho máy nó hiểu là tới ngày đó, giờ đó thì máy nó tự làm cái defragment cho mình, cũng như là mình làm cái phần backup dữ liệu đúng theo định rồi. Kỳ. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian không cho phép chúng tôi gửi thêm những cái thông tin giống như là những cái cách sửa chữa nữa. Chúng tôi sẽ dùng những cái cách này vào trong những cái show tiếp theo. Rất mong quý vị sẽ đón theo dõi chương trình này. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Kỹ thuật và Điện toán cùng với Minh Tú. Chương trình sẽ được phát định kỳ vào ngày Chủ nhật lúc 8 giờ tối và sẽ được phát lại vào ngày thứ Hai lúc 10 giờ sáng. Rất mong quý vị đón theo dõi, và những đóng góp ý kiến xin mời quý vị gửi về chương trình kỹ thuật và điện toán @gmail.com. Rất cảm ơn anh Minh Tú đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Duy Khang, cảm ơn quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV.